Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020. Chúng ta đang ở tại chánh điện tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng tối nay có khỏe không? Thưa đại chúng, chúng ta đã nghỉ pháp thoại 3 tuần và cũng như là những chương trình sinh hoạt online để có những cái công việc dọn dẹp, sửa chữa tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên để chuẩn bị cho mùa an cư kiết hạ. Và thưa đại chúng, hôm nay sau thời gian nghỉ và bây giờ chúng ta trở lại sinh hoạt bình thường. Ngày mai sáng Chủ nhật, chúng ta sẽ có chương trình tụng kinh lúc 6 giờ sáng. Và 10 giờ rưỡi sáng thì có khóa lễ hàng tuần và cúng linh. Buổi tối lúc 7 giờ chúng ta có chương trình Phật Pháp Vấn Đáp. Từ ngày thứ hai cho đến thứ sáu tuần sau, mỗi ngày chúng ta vẫn có ba thời tụng kinh lúc 10 giờ, học Phật Pháp lúc 6 giờ chiều và 7 giờ rưỡi tối tụng kinh. Buổi sáng 10 giờ mình tụng kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm. Buổi tối tụng Từ Bi Thủy Sám. Còn giờ giáo lý thì chúng ta vẫn học tiếp tục Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, chương trình Từng Giọt Sữa Thơm. Và ngày thứ bảy, đúng ngày ngày rằm, thì chúng ta sẽ có một ngày tu bát quan trai. Thì thay vì quý vị có cái, chúng ta có cái chương trình là thọ bát quan trai ở tại chùa hay là thọ bát quan trai tại nhà, thì lần này vì chúng ta không thể tập hợp thọ trì bát quan trai tại chùa được thì chúng ta sẽ thực hiện bát quan trai tại tư gia của mình. Nhân cái ngày rằm tháng tư nhuần, cũng là ngày chúng ta thường ăn chay, thì ngày hôm đó đại chúng ở nhà ráng thu xếp công việc của mình để có một ngày chúng ta tập hợp để mình tự tịnh tu thọ trì bát quan trai giới một ngày một đêm theo sự hướng dẫn của quý thầy quý sư cô tại tu viện Trúc Lâm. Thì chương trình chi tiết của ngày bát quan trai sẽ được thông báo bằng văn bản. Riêng ngày thứ sáu, đây là chương trình của các vị xuất gia, tức là ngày 14 âm lịch lúc 2 giờ chiều, thay vì học lớp tỳ kheo thì chúng ta sẽ có lễ tụng giới riêng cho các vị xuất gia. Còn tối trưa của ngày thứ bảy thì phần tụng giới của các vị cư sĩ. Hôm nay mình bắt đầu trở lại học kinh Đại Thừa Tứ Pháp với đề tài Xe Báo Đại Thừa. Và hôm nay là kỳ thứ 13. Mình học tiếp cái phần kinh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dạy. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại đầy đủ. Đó là: một, chân nghĩa; hai là chân pháp; ba là chân thực hành công đức đầu đà; bốn là chân tích tập hành trang bồ đề. Đó là bốn loại đầy đủ mà một vị tu tập, một vị hành giả cố gắng cần có. Thế nào gọi là chân nghĩa?
Cái câu chân nghĩa này nó cũng giống như cái bài tụng mà chúng ta hay tụng vậy đó. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Tức là nguyện mình nguyện hiểu cái nghĩa chân thật của Đức Phật. Chân thật cái nghĩa chân Phật mà ý Đức Phật muốn nói. Cái bài kệ này là do nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên khi mà nghe pháp thì cảm được cái sâu màu của Phật pháp mà bà thốt lên bốn câu này để ca ngợi giáo pháp của Phật. Và sau này các tổ thấy như vậy cho nên mới mang bốn câu này ra để ở trong các cái nghi thức tụng kinh, đặt cho có cái tên là kệ khai kinh. Chứ thật sự ra đây không phải là một bài kinh mà đây là một bài tán thán giáo pháp. Thường thường ở trong các cái nghi thức tụng niệm á, các cái bài như là ca ngợi đấng pháp vương vô thượng, hay là bài lại đấng tam giới tôn quy mạng mười phương Phật, hay là bài kệ khai kinh là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, hay là kệ kha ca ngợi kinh Pháp Hoa hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, vân vân. Tất cả những cái bài tán thán này là do các vị đệ tử, tức là các tổ hay là các vị cư sĩ như là Võ Tắc Thiên vậy đó, các vị cảm nhận được Phật pháp mà các vị thốt lên những cái lời này, viết lại những lời này để mà ca ngợi tán dương. Rồi sao những cái bài này rất là hay, cho nên các tổ đưa vào trong các cái nghi thức. Ngay cả cái bài mình hay tụng á, Đông Phương Giáo Chủ Thập Nhị Nguyện Vương Tán Kinh Dược Sư đó, hay là Ta Bà Phi Thị Cửu Cư Thành Dự Hướng Không Môn Chuyển Đại Kinh đó, mà dịch lại là Ta Bà Chẳng Ở Được Lâu Dài Sớm Liệu Tụng Kinh Cửa Phật Đài 12 Nguyện Lớn Tiêu Tợi Hết 3000 Hóa Phật Vũ Lòng Soi, vân vân. Tất cả những cái bài đó gọi là bài tán thán. Mà tán thán hễ mà tụng kinh gì thì mình có những cái bài tán thán về kinh đó. Ngay cả cái bài A Di Đà Phật Thân Kim Sắc, Tướng Hảo Quang Minh Vô Đẳng Luân, những bài đó cũng được viết bởi các tổ. Đây những bài gì mà gọi là tán thán, là ca ngợi, là do các tổ viết ra. Rồi các vị đã sắp xếp thành một cái nghi thức để cho tất cả chúng ta nương vào cái nghi thức đó, chúng ta bắt đầu đi vào sự tu tập bằng cái thời hành trì tụng niệm. Nhưng nếu không có một cái quyển nghi thức soạn thành thì chúng ta không có được cái nền tảng để chúng ta lần vào. Rồi sau khi mình thuần thục rồi thì tùy ý mình, gia giảm gì đó tùy mình. Thở đây cái câu là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Như vậy thì giáo pháp của Phật có bao nhiêu nghĩa mà chúng ta phải cần hiểu được cái nghĩa chân thật. Tại vì có những giáo pháp nó thuộc về nghĩa gì? Liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là gì? Là những nghĩa lý rốt ráo, tột cùng, siêu việt. Còn bất liễu nghĩa là những giáo lý, những giáo nghĩa có phương tiện nhằm từ từ dẫn người ta đi vào sự tu tập. Cho nên có những vị, không phải là các vị không hiểu được cái thâm nghĩa, nhưng cái căn cơ trình độ của thính chúng ở tại pháp hội đó, tại đạo tràng đó chưa lãnh hội được cái nghĩa rốt ráo. Cho nên các ngài tạm thời nói cái gì? Nói cái nghĩa phương tiện. Nhưng mà cũng đều từ cái tâm từ bi lưu xuất, làm sao cho người đó lần vào trong đạo. Cho nên khi mà các vị nghe pháp, những cái giáo lý, những cái bài kinh đó, nó đều có những cái nghĩa thâm sâu. Nhưng mà đôi lúc chúng ta không nói cái phần đó, mà chúng ta nói cái phần gì? Cái phần bất liễu nghĩa trước. Bởi vì sao? Bởi vì cái nào cũng đều từ cái tâm từ bi muốn giúp cho mọi người. Ví dụ như theo đúng nghĩa, liễu nghĩa đó là các thầy không có coi ngày coi tháng. Vì cái chuyện coi ngày coi tháng, ngày tốt ngày xấu không phải là việc của các vị tỳ kheo đệ tử Phật. Nhưng mà các vị trụ trì phần lớn biết
là tại sao? Đó là phương tiện. Phương tiện chỉ để độ gì? Độ bổn đạo bá tánh, đặc biệt là những bá tánh mà người ta còn theo cái pháp thế gian. Mà bây giờ mình, người ta đến với mình mà mình không tùy thuận một chút cái pháp thế gian đó để lần đưa họ vào trong cái pháp xuất thế gian. Bây giờ họ chưa là cái người liễu nghĩa, họ đang nương cái nghĩa bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa là gì? Là cái nghĩa chưa rốt ráo. Nó cũng có nghĩa nhưng mà chưa trọn vẹn, chưa rốt ráo. Ví dụ như mình nói lập bàn Phật, để dĩa trái cây, để bình hoa, đây là cái bất liễu nghĩa. Nhưng mà ở trong mỗi một cái món mà chúng ta để lên đó, nó chứa đựng cái liễu nghĩa trong đó. Cho nên tất cả những cái kinh điển, nhất là kinh Đại Thừa, nghe như là những cái chuyện khó tin, nhưng mà ở trong đó chứa đựng những cái nghĩa rất là thâm sâu, mà chúng ta phải tư duy, chúng ta mới thẩm thấu được cái liễu nghĩa trong đó. Cho nên mình có bốn cái pháp gọi là tứ y đó. Có những người mình mượn cái nghĩa bình thường nói cho người ta nghe. Thứ nhất là y pháp bất y nhân nè. Mình y theo cái pháp thôi, còn cái người nói pháp mình không có quan trọng. Dĩ nhiên nếu được cả trọn vẹn, cái này là trọn vẹn nè, trọn gói nè. Nhưng mà ở cái trường hợp mà cái người ta chưa được cái đó, nhưng mà cái giáo pháp người ta mình có thể nương được, thì trường hợp đó chúng ta hãy nương cái giáo pháp, đừng có bận tâm cái người nói. Gọi là y pháp bất y nhân, y theo cái pháp đó. Cái thứ hai là gì? Y nghĩa bất y ngữ, phải không? Y theo cái nghĩa, còn cái lời nói để diễn đạt cái đó, đôi khi người ta nói nghe nó không có hay, nhưng mà cái nghĩa sâu sắc trong đó nó có. Y nghĩa bất y ngữ. Dĩ nhiên người mà người ta nói được cái nghĩa mà người ta có cách nói nữa thì nó trọn. Đây là nói để cho chúng ta, trường hợp chúng ta gặp phải cái vấn đề thì chúng ta nương vào cái gì? Nương vào cái rốt ráo này mà quên cái kia đi. Cũng giống như Ngài Xá Lợi Phất dạy, nếu một người mà lời nói không dễ thương mà hành động dễ thương, đừng có quan tâm lời nói của họ, hãy để ý cái hành động của họ. Người trí phải nên quán như vậy, để chi? Để mình vượt khỏi cái khổ đau. Dĩ nhiên một vị nào người ta nói cái gì cho mình nghe đó, mình ta lời nói người ta hay mà cái nghĩa người ta sâu nữa thì quá hay, quá tuyệt. Nhưng mà lỡ cái trường hợp mà cái nghĩa người ta sâu mà cái lời nói người ta chưa sâu, chưa hay, thì chúng ta đừng có để tâm cái lời nói, mà chúng ta hãy để tâm cái ý nghĩa của họ nói. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Y trí bất y thức. Trí là gì? Là trí tuệ. Còn thức là gì? Là cái nhận thức, cái phân biệt. Cái gì còn nhận thức, còn phân biệt, hay thậm chí do những cái mình học thức đó, cái đó cũng chỉ là tạm thôi. Có thể bây giờ mình nói nó đúng, nhưng mà 20 năm nữa nó trật. Thì có những cái việc mà chúng ta phải biết rằng, có những vị người ta nói, mình có thể mình đem cái nghĩa sâu màu để mình nói, nhưng mình không phải rằng ở trong hoàn cảnh đó, mình nói nó không đúng. Mình nói nó không đúng, mình tại vì mình chỉ thấy như vậy thôi. Nhưng mà cái người ta ứng pháp đó, người ta biết người ta đang ở trong hoàn cảnh nào mà người ta ứng cái đó. Cái bậc trí người ta linh động được như vậy. Mà nếu mà chúng ta muốn hiểu được người kia, chúng ta phải cùng tương đồng cái trí chúng ta mới hiểu được. Còn chúng ta đem cái nhận thức bình thường của mình tới mình nói hồi, đôi khi nó cái mình nói toàn là do cái nhận thức của mình thôi. Cho nên trong cuộc sống, ngay cả cái hàng ngày đó, chúng ta nên y vào cái trí sáng suốt của chúng ta. Còn những cái nhận thức của mình đôi khi nó chưa có chuẩn. Pháp Hòa ví dụ như nhiều khi mình coi qua một cái màn hình, mình thấy vậy thôi chứ đâu phải vậy. Ai ở đó có mặt ngay giờ phút đó mới hiểu được vấn đề là như thế nào. Còn mình nhìn qua hình ảnh thấy vậy nhưng mà chưa đúng.
Thì mình nhìn trong đó là còn nhận thức. Mình có mặt ở đây, mình mới thấy rõ tất cả một cái như thị, như vậy. Gọi là y trí bất y thức. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Y cái nghĩa rốt ráo, còn cái nghĩa mà không rốt ráo thì chúng ta biết nó là phương tiện. Nó là phương tiện. Cho nên á, chân nghĩa là gì? Đầy đủ người, chân nghĩa là hiểu cả trọn vẹn tất cả những cái nghĩa của liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Chúng ta ứng dụng pháp nào chúng ta cũng biết hết. Vì vậy cho nên thí dụ mình biết đó là phương tiện thì có cũng tốt, không có cũng không sao. Pháp Hòa ví dụ như mình cúng vong, cúng linh á, ở Việt Nam á, người nào mà mới mất á, trong vòng 49 ngày á, khi mà cúng cơm á, 3 chén cơm á, thì phải để đôi đũa ở giữa, hai bên hai chiếc thôi. Trong vòng 49 ngày là phải cúng vậy nha, từ lúc mới chết cho đến 49 ngày. Để ở giữa đôi đũa, hai bên hai chiếc. Hỏi tại sao? Nói là cái người ở giữa đó, là đương cái người mất đó, mình cúng cho họ là cái chén giữa. Cho nên mình để nguyên đôi đũa cho họ ăn. Rồi khi mà họ về họ ăn á, cái người mới chết họ về họ ăn á, là thường lúc nào đi cũng có hai người kèm theo, gọi là kem. Mà mình để một đôi đũa mà cái người kem họ ăn mau quá đó, họ sẽ hối cái người thân của mình, ông nội ngoại mình đi về lẹ. Cho nên để một chiếc thôi, để chi cho họ ăn cho chậm. Cái này là gì đấy? Theo cái suy tư của mình là mình làm vậy thôi. Chứ mình biết kem nó ăn bằng gì? Nếu mà kem Ấn Độ thì đâu cần để đũa muỗng cũng vô ích. Không? Thành thử ra mình nghĩ sao mình làm vậy. Cho mình để giữa đôi đũa ba chén. Thì đây là một cái suy nghĩ là phương tiện. Mà cái người mất á, thật sự mình có để đũa hay không để đũa cũng chẳng sao hết. Tại vì họ không có ăn giống mình. Họ không có đoàn thực phải không? Họ đâu có đưa vô miệng nhai đâu. Họ làm gì? Người mất là ăn sao? Xúc thực. Mà xúc thực thì ngửi thôi. Mà ngửi thì có cần đũa muỗng gì không? Không cần. Nhưng mà tại vì cái mình sống bằng cái mình là người Việt Nam, mình ăn đũa, cho nên mình phải cúng đũa. Nhưng mà nếu mà mình là một người Mỹ thì mình cúng gì? Cúng cái nĩa, cúng cái muỗng. Chứ để đâu tay đâu có ăn đũa đâu mà để đũa. Như vậy thì mình hiểu được cái đó thì có đôi đũa hay là cái nĩa được không? Được. Có cũng được, không có nó cũng không có trở ngại. Hiểu được cái chỗ đó mình không có mắc kẹt. Thí dụ lỡ đi tới nhà hoàng, chết cha quên mang đũa. À nhưng mà nhà hoàng có gì? Có một nĩa, chạy vô mượn cái nĩa để lên cúng, có sao đâu. Có nhiều khi đi nhiều cái nhà hoàng họ đâu có bình trà. Thì bây giờ làm cái gì? Mình nói họ cho mượn một cái ly, bỏ một cái tea bag vô gói trà, để cái ly không có cần rót trà, làm sẵn một cái cup tea để được không? Được. Rồi lúc mà dân trà dân cách nào khỏi rót, để anh tráng khấn cúng. Cái này là một cái phương tiện. Phương tiện chúng ta vẫn làm hết, nhưng mà vì chúng ta hiểu được cái nghĩa của nó, cho nên có cũng được, mà không có cũng không phải là một cái vấn đề gọi là khó khăn. Chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta không có mắc kẹt vào các cái hình thức. Không mắc kẹt nghĩa là không phải là mình bác bỏ nha, nhưng mà chúng ta biết uyển chuyển tùy duyên. Khi nó có chúng ta dùng theo có, khi nó không chúng ta ứng xử theo không. Hiểu được cái nghĩa đó đó, sống thoải mái lắm. Mình đi tới nhà đám người ta mình cúng, mình không làm người ta khó chịu. Như ngày hôm qua đi tới cái nhà đó cúng, ta bới hai chén cơm mà. Rồi còn chén có không? Dạ có để ra. Rồi bây giờ ví dụ như thường cúng ba chén phải không?
Bây giờ mình giảm là mình còn cúng chén được không? Cũng được nữa. Không có sao hết á. Cho nên mình sống mà mình ứng dụng thì người ta hiểu được á, mình dụng pháp mà mình hiểu pháp, cho nên không kẹt pháp. Cái đó hiểu được cái chân nghĩa. Trong cuộc sống này mình rất cần cái đó. Mà nhất là các vị mà chúng ta ở trong chùa chiền lễ nghi nhiều lắm. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bác hết nha, không phải. Chúng ta làm hết á. Nếu có đầy đủ cứ làm đủ. Nhưng mà vì mình hiểu nó là gì, cho nên lỡ bữa nào nó thiếu không có phải là cái hệ trọng. Chân nghĩa, nghĩa thì nó có liễu nghĩa, có bất liễu nghĩa. Đó là cái bất liễu nghĩa, phải không? Và cái liễu nghĩa nè, liễu nghĩa là gì? Là cái nội dung, cái mục đích cái bữa cơm cúng này là gì? Để bày tỏ lòng hiếu thảo. Ngày hôm qua các vị xin xả tang. Trước khi xả tang, Pháp Hòa nói theo cái nghĩa đối đãi của thế gian, có thọ là có xả, có nhận là có buông, có vô thì có ra. Đó là cái pháp đối đãi thế gian thôi. Cho nên mình có thọ tang, cho nên giờ phải làm cái lễ xả tang. Nhưng mà thật sự bây giờ mình có xả tang đi nữa thì cái tâm tang còn không? Vẫn còn. Mà ví dụ bây giờ lỡ mình thọ tang xong rồi mình không làm lễ xả tang, có xui không? Không xui gì hết. Chẳng xui xẻo gì hết. Chẳng qua là một hình thức, anh giữ cái đó, anh buông cái đó thôi. Nhưng mà cái tâm tang vẫn còn. Cho nên mình vẫn ứng dụng cái lễ thọ tang và xả tang. Nhưng lỡ người nào họ không có giữ cái lễ xả tang đó, và thậm chí họ không làm luôn, cũng không có gì trở ngại hết. Pháp Hòa giải thích cho gia chủ biết, cái xả tang, cái thọ tang chỉ là một hình thức theo thế gian. Có cái này phải có kia, có vô thì có ra, có thọ thì có xả, nhưng mà tâm tang vẫn còn. Cái quan trọng là quý vị thấy được rằng cha của mình vẫn đang ở trong mỗi người, mỗi thành viên trong gia đình. Cái quan trọng là quý vị thương yêu, đùm bọc, ôm ấp lẫn nhau trong gia đình. Sống mà chúng ta hiểu được rằng, chúng ta hiểu được rằng đời này qua đời sau, từ đời này qua tới đời khác, nó chỉ có một hơi thở thôi. Xa không? Người ta nghĩ rằng trời ơi đời này đời sau chắc xa lắm, mà thiệt sự chỉ một hơi thở à. Thở vô mà không thở ra là mình qua đời khác rồi, phải không? Tổ Quy Sơn đã nói rõ mà. Tổ Quy Sơn đã dạy điều đó trong Quy Sơn Cảnh Sách mà. Cho nên giữa đời sống này và đời sống sau, nó chỉ cách nhau một hơi thở. Và giữa con người của chúng ta, sự xa và gần nó chỉ ở một chữ thôi: thương với ghét. Thương á, sát bên. Ghét á, sát bên, nó cũng giống như xa ngàn dặm. Tại vì ghét rồi là không muốn nhìn, không muốn thấy mặt. Thậm chí ở sát vách, nhưng mà vách ai nấy ở, nhà ai nấy ở. Thậm chí ở chung nhà, nhưng mà cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm, không ai quan tâm tới ai hết. Thành ra con người á, nó cách nhau chỉ ở một chữ thôi: thương với ghét. Còn đời này và đời sau nó cách nhau chỉ một hơi thở. Cho nên trước khi xả tang có một bài pháp, chỉ trong vòng mấy phút thôi. Bồ Tát có bốn loại đầy đủ là nghĩa và pháp. Pháp là gì? Là cái chúng ta sử dụng. Nghĩa là gì? Lý do nào? Lý do nào mình làm chuyện đó? Cho nên mình hiểu được rồi á, thì cái pháp này mình chuyển được. Quý vị có thấy tay Đức Phật chuyển pháp luân không? Khi mà Đức Phật chuyển pháp luân, Đức Phật nắm hai cái ấn vậy nè.
Để đây là gì? Chuyển. Cái quan trọng là chúng ta biết chuyển ấn. Cuộc sống này cái vấn đề là chúng ta biết uyển chuyển, chứ không phải là chúng ta cứ ngắt. Cho nên cái pháp vẫn sử dụng và cái nghĩa vẫn rất là đa dạng. Ở cái thời điểm này nói vậy mà ở thời điểm sau nói khác. Cho nên người mà sống trong cuộc sống này, chúng ta có được cái nghĩa, cái pháp. Cái pháp là những cái chúng ta làm. Cái nghĩa là lý, cái ý nghĩa của cái pháp đó. Mà hiểu được nghĩa rồi thì pháp này nó tuôn ra vô tận, vì nó chuyển được. Thứ ba là gì? Thứ ba là thực hành công đức đầu đà. Đầu đà tiếng Phạn là Dutta, dịch nghĩa là khổ hạnh. Các vị nào mà tu khổ hạnh gọi là tu đầu đà. Mà muốn thực hiện cái đầu đà này, người này phải có 13 việc phải làm, để 13 cái pháp gọi là hạnh, hạnh đầu đà. Ăn, mặc, ở, ngủ. Thí dụ ăn á, là không ăn, phải đi khất thực mà ăn. Ngồi ăn ở đâu á, ngồi ở chỗ, ăn xong rồi là xong, chứ không có. Thí dụ như đang ăn này, thấy đằng kia ngon quá cái chạy tới ké. Cái này không phải đầu đà, ăn vậy nhiều món rồi. Đi khất thực mà ăn, ngồi ở chỗ mà ăn. Nói chung là đầu đà là những cái gì nó liên quan tới đời sống của chúng ta. Chỗ ngủ, cái ăn, cái mặc, vân vân. Thí dụ như mặc á, là phải mặc y phấn tảo. Chữ phấn là gì? Phấn này là phẫn, là phân, nghĩa là dơ. Còn chữ tảo là người ta quét bụi. Ý nói là những cái gì mà người ta quét thành rác á, dục ở ngoài sân, ngoài đường, ngoài đống rác á, mình tới mình lượm cái đó ra thì kêu là phấn tảo. Nghĩa là những cái thứ mà người ta bỏ rồi người ta quét dọn, người ta vứt nó ra ngoài thì đều là phấn tảo. Thì những cái tấm vải đó, thí dụ như là trong kinh nói á, thí dụ như là con nít mà nó mới sanh á, rồi người ta lấy vải người ta quấn nó, rồi dính máu mủ rồi lúc nó mới sanh á, rồi có nhiều gia đình ta giàu, ta đâu có thèm giặt cái đó làm chi, ta đem ta vứt ở ngoài đống rác. Mình là người tu đầu đà, đi lượm mấy tấm vải đó về để mà giặt rửa. Rồi có khi mấy tấm vải quấn xác chết. Rồi có khi những tấm vải, xin lỗi, là của những người nữ mà người ta có tháng đó, người ta dùng, người ta bộ dục đó, lượm mấy cái vải đó về giặt rồi kết thành y, cắt rồi gọt lại rồi mai thành y. Bây giờ mình vẫn giữ cái tinh thần của phấn tảo nhưng mà nó không đúng nữa. Giữ cái tinh thần thôi, nghĩa là gì? Đi mua vải về rồi cắt từng miếng rồi ráp lại như cái y mà chúng ta đang đắp vậy đó. Nhưng mà đâu phải lượm đâu, vải đi mua mà. Thì chúng ta không có đi lượm vải nữa, mà chúng ta đi mua vải về, rồi chúng ta cắt ra từng miếng để giữ lại cái tinh thần của cái y phấn tảo đó. Chứ giờ mình không có còn y phấn tảo nữa. Còn ngủ thì ngủ dưới gốc cây. Trường hợp mà ngủ gốc cây á, là nếu không có ai mời mình về, không có ai cúng thất, cúng am, thì còn có thì mình dùng cũng không sao. Nhưng mà không phải tự mình sắm, mà tự người ta cất một cái am nhỏ nhỏ, một cái chòi người ta cho mình ở. Còn thí dụ như ăn khất thực, mà bữa nào có người tới mời mình về nhà mình thọ thực cũng được. Cho nên các vị mà tu hạnh đầu đà đó, là các vị sống cuộc đời khổ hạnh. Còn như chúng ta bây giờ á, chúng ta không có khổ hạnh. Nhưng mà có thể nói chúng ta tu cái gì? Phạm hạnh. Phạm hạnh là sao? Nghĩa là cái hạnh sống đơn giản,
thanh tịnh, đơn giản. Dĩ nhiên chúng ta vẫn có nhà ở, chúng ta vẫn cơm ăn, nhưng mà chúng ta không cần phải cầu kỳ. Đủ ăn, đủ ấm, mà so với cái người khổ hạnh là mình hơn rồi. Thì vậy chúng ta không dám nhận mình là người khổ hạnh, mà nếu mà có thì gọi là phạm hạnh. Mà phạm hạnh đó là hạnh của sa môn. Cho nên ai cũng là sa môn hết, dù cái người đó mới vô tu, nhưng mà đời sống họ đơn giản, bình thường, đều là sa môn hết. Chữ sa môn là danh từ chung cho các vị tu tập. Thứ tư là chân thật, chân tích tập hành trang của Bồ Đề. Chữ hành trang là gì? Hành trang là tiếng Hán gọi là tư lương. Mình dịch nghĩa là hành trang. Hành trang là sao? Là những cái mà chúng ta cần chuẩn bị. Giống như khi mình đi travel, mình đi đâu đó, mình chuẩn bị kem đánh răng, bàn chải đánh răng, cái luggage của mình, đó là hành trang đó. Mình pack đồ đi theo cho một cái chuyến đi xa của mình, thì chúng ta gọi là hành trang. Nhưng mà cái đó là của những người đi chơi, những cái chuyến mình đi bình thường. Còn chúng ta chuẩn bị hành trang này gọi là hành trang của Bồ Đề, nghĩa là hành trang này nuôi dưỡng được cái tâm Bồ Đề của mình. Thì ở trong kinh nói có bốn loại hành trang, có bốn loại tư lương. Một là phước đức tư lương, hai là trí tuệ tư lương, ba là tiền thế tư lương, bốn là hiện pháp tư lương. Thí dụ như bây giờ trong đời này, trong đời này mình có tiền mình đem bố thí cúng dường, mình nói lời mình luôn luôn khen ngợi người ta, những cái việc làm hay của người ta mình khen, sống mà mình thấy ai giỏi mình không có ganh, cái đó gọi là hiện thế tư lương. Tức là mình đang tạo những cái tư lương cho đời này. Cho nên mình có phước đức, mình tu tập ở trên đó, gọi là hiện pháp. Tức là mình có được cái cơ hội. Thí dụ như mình có một cái gọi là gì? Phước đức. Hành trang của phước đức. Nghĩ coi có không? Có chứ. Bệnh có thuốc uống nè, có bệnh viện nè, lúc nào áo quần cũng có mặt nè, cơm cháo lúc nào cũng có nè, đó là phước đức đó. Bây giờ mình nghĩ đây, thức ăn mình quá trời quá đất luôn, nhưng mà mình có trí tuệ không? Đồ ăn thì nhiều mà trí tuệ ít quá không được. Cho nên ở trong đạo tràng cũng vậy. Chúng ta có cái phước, chúng ta có nhiều cái vật thực trong đời sống hàng ngày đó, gọi là gì? Phước hữu lậu đó. Phước hữu lậu là quần áo, nhà cửa, cơm ăn rồi đó, mấy cái phước đó có. Nhưng mà đừng có quên, chỉ lo ăn không mà quên lo tu. Đừng chỉ quên cứ lo ngủ mà quên tu. Đừng có cứ lo đi chơi mà quên tu. Thành thử ra có dạo mình có phước đức, có gì? Có phước đức tư lương mà không có trí tuệ tư lương. Mà không có trí tuệ tư lương rồi thì sống dở lắm. Đụng đâu nói đó, thích gì làm đó, không có biết suy nghĩ nặng nhẹ phải quấy, không có biết ứng xử, chỉ cho phần mình thôi mà không nghĩ tới người khác. Cái đó là thiếu cái trí tuệ đó. Có nhiều khi người ta không nói gì hết, nhưng mình nghĩ mình anh mình thứ thiệt, mình lấn cái người ta lép, lấn cái người ta lép, nhưng mà mình lấn riết á, mình nghĩ mình thông minh mà dạy. Dạy là vì sao? Vì mình đang mất dần cái phước mình không hay. Cái người mà người ta có trí, người ta sống, người ta biết kiệm.
Có cái chị đó, chị nói con muốn làm gì con làm mà chồng con dễ lắm, không có la gì hết trơn á. Pháp Hòa nói đúng, vì chính cái người người ta dễ như vậy đó. Nhưng mà mình biết lúc nào cũng phải làm sao, biết người biết ta thì cái việc nó mới lâu dài. Ví dụ chồng dễ làm một chuyện, nhưng mình đi đâu mình cũng phải biết có giờ có giấc. Cái gì là không làm phiền, không đáng làm phiền đừng làm phiền. Thí dụ như có người đi ngang có thể cho mình quá gian, sao không về cho người ta quá gian cho mình xuống, tới đằng kia rồi bắt đi đón nữa, không nên. Hoặc là mình đi chơi đâu cho đã đời, rồi người ta đi làm về mệt muốn chết, còn bắt người ta phải chạy đi lo này lo kia cho mình nữa. Thật ra có thể người ta không nói gì, nhưng mình sống mình phải biết rằng mình đang đó, cái đó là cái phước của mình. Nhưng mình nếu mình không có cái trí nhận á là phước á, rồi mình phải biết gọi là tiết chế á, thì mình mất dễ. Còn nếu mà nói thực tế hơn là gì, đòi nhiều quá thì ta trả nhiều, mà trả nhiều thì ta sớm hết nợ, sớm hết nợ thì sao hết, ta trả hết trơn rồi, lẽ ra đòi được 30 năm, đòi sớm quá mới có 10 năm hết. Thật lẽ ra bốn cái pháp hành trang: phước đức tư lương, trí tuệ tư lương, hiện pháp tiền thế tư lương. Tiền thế là gì? Quá khứ. Thí dụ như bây giờ tất cả những gì chúng ta có đây nè, một phần cũng có quá khứ. Chúng ta cũng có tu tập, chúng ta cũng có làm lành. Rồi hiện pháp là gì? Có nghĩa là chúng ta đời này chúng ta đầy đủ phước đức trí tuệ tiền thế, ba cái đó gom lại để có cái hiện pháp. Có quá khứ một chút, có một chút phước đức, có một chút trí tuệ. Hồi trưa đi đám với mấy thầy, thì lên xe thì Pháp Hòa gặp một cái người, cái người đó lẽ ra cái người đó không phải như vậy, mà tại họ muốn như vậy, họ muốn sống vậy đó. Thì Pháp Hòa mới hỏi mấy thầy, Pháp Hòa nói mấy đứa con nhớ Phật giáo mình có cái chữ nghiệp không? Và trong cái nghiệp đó, nó có chữ lực. Nghiệp lực là gì? Là cái sức mạnh của nghiệp nó lôi mình, không miễn cưỡng được. Cho nên có nhiều khi mình thấy trời ơi, tại sao người ta làm vậy, sao ta dại quá. Mình không phải trong đó, mình không biết đâu. Khi cái nghiệp lực mà nó lôi mình rồi, mình cưỡng không được. Pháp Hòa ví dụ, có những người dư ăn, cho người ta ăn hết của mình cũng ăn, nghĩa là ta ăn cỡ nào mình cũng không hết của. Vậy mà cái tính bòn rút vẫn còn. Cái đó là gì? Cái nghiệp. Lạ vậy đó. Cho nên cái nghiệp lực nó ghê lắm. Khi mà nó thành một cái sức mạnh rồi, nó đủ nó lôi kéo mình. Cho nên ví dụ như hai người đó họ thương nhau, tại sao bao nhiêu người chống mà họ vẫn nhất quyết họ thương nhau, họ sống với nhau? Tại vì cái nghiệp lực của tình ái của họ nó nhất định nó lôi. Vì vậy cho nên cái người mà họ sắp mất, mình sợ cái nghiệp nào nó nặng, nó thành cái lực nó lôi họ. Cho nên mình tới mình tụng kinh khai thị để làm chi? Lỡ họ vướng cái lực nào đó, ví dụ như họ bị nặng tiền của, họ có thể vì tiền của họ rơi rớt. Họ ghét một người nào đó, họ thù một người nào đó, không có ai khai mở cho họ lúc đó hết. Mình khai mở cho họ, họ buông xả được là họ vãng sanh. Pháp Hòa hay khai thị, đời này, cuộc đời này là tạm. Thì nhớ nha, những cái gì chúng ta đang làm trong đời này tạm hết á. Ví dụ như mình thấy tôi làm trụ trì chùa Trúc Lâm tạm thôi. Nếu mà thiên hạ mà để cho mình yên làm cho tới ngày chết thì cũng tạm thôi. Ví dụ làm được 50 năm thì cũng là tạm thôi, chứ có ở sống hoài làm đời hoài đâu. Nói tôi làm chủ cái tiệm đó tạm thôi. Tại vì sao?
thời thế. Thế là thế, là thế thì phải thế. Có nhiều khi cuộc đời nó thay đổi. Quý vị thấy, có nghe tin tức mấy ngày nay bên Mỹ đó, một ông cảnh sát mà đè một cái người Mỹ đen ngay cái cổ đó, rồi ông chết đó. Rồi mấy người Mỹ đen họ mới biểu tình cái gì, họ làm loạn ở bên Minnesota đó. Pháp Hòa đâu có biết đâu, hôm qua thầy Đức Tạng cho coi cái tin đó, thấy họ đốt tiệm chỉ một đêm thôi, nguyên cái con phố đó, nguyên một khu vực đó, nhà tiệm tùng gì cháy, rồi bị đập cửa, lấy đồ đạc trong đó, cướp bóc trong đó. Thời thế. Cho nên mình đừng có thấy mình vậy rồi mình mãi mãi mình vậy, không có đâu. Chỉ một đêm thôi tất cả nó thay đổi hết. Cái hồi cái tsunami đó, thiếu gì người đi du lịch ở các cái chỗ đảo đó, đang ngồi tắm biển vậy đó, thấy cơn sóng vô. Và Pháp Hoài nhớ, Pháp Hoài coi cái clip đó, có những người họ thấy ụp tới, oh my god, là họ nói được có mấy câu là sóng nó ào tới là nó cuốn họ đi luôn. Thật ra mình biết á, mình có bốn cái hành trang cần có, đó là gì? Phước đức. Hành trang của phước đức, hành trang của trí tuệ, hành trang của tiền thế, hành trang của hiện pháp. Hiện pháp mình nhìn lại mình thấy, ồ, mình có phước, mình có trí tuệ. Mỗi ngày mình được nghe pháp mình mở mang. Và mình nhớ rằng á, bây giờ mình kiểm lại cái gì nó đang nặng trong người mình nhất. Ồ, sao tôi bị một cái bệnh ganh tị? Biết rồi, cái đó là cái nghiệp lực của mình đó. Có nhiều khi chẳng phải của tôi mà sao tôi vẫn bỏng sẻn, nghiệp lực đó. Mà không xả cái đó thì khi mình mất đi, lúc mà cái trong kinh gọi là gì, lâm chung á. Lâm là gì? Là lâm vào cái hoàn cảnh nguy kịch, hôi hớp vậy đó. Chữ chung là gì? Khi nào mình tắt thở là chung. Khi nào mình tắt thở là chung, nhưng mà chưa tắt thở thì còn đang ở trong hoàn cảnh của lâm. Mà nếu như mà lỡ lúc đó không ai khai thị mở cho mình, chứ có người nào tới khai thị, thôi nhớ nha, thương với ghét, được với mất, thắng với thua, thành bại đều là giả hết, tạm hết, xả đi. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình đợi ai khai thị mình lúc đó, biết mình có đủ phước đức tư lương để được cái đó không? Biết mình có được tiền thế tư lương là ai khai thị mình không? Biết mình có được hiện pháp tư lương là ai khai thị mình không? Không biết. Thế thì bây giờ mình phải tự khai thị mình trước. Tự khai thị mình trước. Mình xả được cái gì thì mình sẽ nhẹ được cái đó. Đó là Bồ Tát có bốn loại đầy đủ: chân nghĩa, chân pháp, thực hành đầu đà, chân tích tập hành trang của Bồ Đề. Đây là không phải hành trang đi du lịch, mà hành trang của Bồ Đề. Mà nếu nói du lịch á, không phải là đi Mỹ, đi Tây, mà cũng là Tây, mà Tây Phương hay Tây Ninh hay Tây Tạng hay Tây Ban Nha. Mình muốn đi Tây nào? Còn nếu mà cuối cùng nữa là Tây ba lô. Như anh Tây ảnh dắt cái ba lô ảnh đi kêu Tây ba lô. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại tay. Tay chân bốn loại. Một là tính, hai là giới, ba là văn, bốn là tuệ. Đây là bốn cái này là của Thất Thánh Tài rồi. Thất Thánh Tài là gì? Tính, văn, tàm, quý, thí, giới, tuệ. Còn ở đây là
tính giới văn tuệ, thiếu tàm, thiếu quý, thiếu bố thí. Nếu mà ba cái đó nữa vô là đủ thất thánh tài, bảy món tài sản của một bậc thánh. Chữ tay là gì? Là cái bàn tay của mình. Nếu mình có được cái bàn tay của tính, bàn tay của giới, bàn tay của văn, của tuệ, trước hết muốn làm gì phải có tin. Không tin không làm được. Hòa thượng ở chùa Huệ Nghiêm năm ngoái ngài có qua đây đó, thì trong cái bài giảng về tịnh độ của ngài, ngài nói là người tu tịnh độ là có ba điều kiện là gì? Tính, nguyện, hạnh á, phải không? Mà ngài nói là người nào mà chỉ cần có tính có nguyện thôi cũng vãng sanh. Chứ còn đợi là nhất tâm bất loạn thì hơi khó, phải không? Nhưng mà nếu anh nguyện thôi, anh tin có cảnh giới Di Đà không? Anh có phát nguyện về đó không? Anh có phát nguyện là anh tới. Thí dụ như có những bà cụ lớn tuổi quá rồi, bây giờ biết là đời này là mình không đủ duyên xuất gia rồi đó, nhưng mà nguyện nếu đời sau con được, con nguyện trở lại làm người, xin cho con được gặp chánh pháp sớm, được gặp minh sư, được đi xuất gia từ thuở còn nhỏ, để con đủ năng lực phụ với chư tăng làm việc độ đời. Nguyện mới được, không nguyện không được. Vừa rồi có một vị mới hỏi Pháp Hòa, viết cái thơ hỏi: nếu mình không muốn luân hồi khổ đau, thì Pháp Hòa mới nói cái luân hồi là cái chuyện mình xoay. Thì nếu mình tùy theo cái nguyện của mình muốn đi đâu, mình sống hằng ngày nó tương ương với cảnh giới nào thì mình đi về cảnh giới đó thôi à. Thí dụ bây giờ mình muốn nguyện sanh về cõi trời, nó có điều kiện về cõi trời chứ. Thọ thập thiện giới nè, thân khẩu ý phải hành theo 10 cái pháp đó, đó là điều kiện sanh về cõi trời. Không sao hết, mình nguyện là sẽ được. Nhưng mình muốn đi đâu? Mình muốn trở lại làm người phải không? Mà làm người sao? Làm người gặp chánh pháp. Cho nên á, trong cái phước á, phải có tuệ. Tại vì có mình thí dụ bây giờ mình bố thí, mình làm phước, nhưng mình phải phát nguyện là tất cả những công đức mà làm phước được á, con xin hồi hướng để con được làm một người tu tập gặp chánh pháp. Chứ không thôi phước nhiều quá cái sanh vô hoàng tộc, sanh vô cung vua, ăn chơi không quên. Cũng giống như ngài Khuy Cơ vậy đó, hay là các vị khác. Ngay cả công chúa Gia Du Đà La cũng đã từng phát nguyện rất nhiều đời kiếp, luôn luôn hộ trì cho cái người phối ngẫu của mình, đó là Thái tử Tất Đạt Đa, để mà đi xuất gia tu đạo. Đến đời này mà tới tình thương nó nặng quá, khi mà ngài Thái tử muốn đi tu, cái Gia Du Đà La cũng buồn hiu. Thái tử nhắc, nàng không có nhớ rằng nhiều đời kiếp nàng nguyện nàng hộ trì cho ta sao? Nhắc về cái nhớ. Đọc ở trong kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Thành Phật, nói về cuộc đời của Đức Phật, nguyên cái bộ kinh đó, cái câu đó, đọc tới đó mà sao tự nhiên Pháp Hòa đọc cái nguyên bộ kinh đó, cái đoạn đó, cái nó nhớ tới giờ vậy, không nhớ. Nhớ là Đức Phật, ngài Thái tử Siddhartha nhắc cô công chúa Gia Du Đà La. Ngay cả vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia cũng đã nhiều đời làm mẹ của Đức Phật rồi, chứ không phải một đời này đâu. Tại vì sao? Tại vì nếu mình đã gặp một cái người đó đời nào cũng hộ trì cho mình đó, mình thăng lẻ lắm. Chứ ví dụ như cứ đổi hoài thì tưởng là sao? Nó không có cái người thuần hướng dẫn mình. Cho nên mình đi quốc độ nào mà cũng gặp thiện tri thức đó, thì mình tăng lẻ lắm. Đừng nói ai, mấy người Tây Phương nè, mấy người đệ tử Tây Phương của mình, bây giờ có một số dọn đi xa, lâu lâu họ viết thơ cho Hòa: thầy ơi, từ ngày tôi rời Ế Minh Tinh rồi, sự tu tập của tôi nó xuống dốc,
Tại có những chỗ người ta không có tăng thân, ta không có cái nhóm giải đãi. Chứ mình tu mình đó, nhiều khi một bữa tu mà bảy bữa ngủ đó. Còn mình tu chung với chúng coi vậy chứ đỡ lắm. Thí dụ như lỡ mà ngủ quên thì cũng năm bữa hai bữa thôi, còn mấy bữa kia thì mình có đi theo chúng được. Cho nên mình phải có niềm tin. Người tu tập hay làm việc gì mà không có niềm tin là không làm được. Cho nên phải có niềm tin. Cái thứ hai là gì? Giới. Giới là cái sự ngăn cấm để bảo hộ cho mình. Đó, ví dụ như mình giữ giới kỹ, đeo mặt nạ, rửa tay rồi vậy cho nên không có bệnh. Có một ví dụ vậy đó. Vậy thì cái trường hợp như mấy ngày nay chúng ta đang làm là già giới, đúng không? Mình học mấy ngày nay đó là bảo hộ, protect, đừng có để mình vi phạm tới cái chuyện gọi là nặng nề. Thứ ba là văn, là nghe. Ở vì ở cuộc đời này phải có nghe mình mới thấu đáo. Thứ tư là tuệ, mình nghe xong rồi mình tư duy, tu tập. Hồi trưa này Pháp Hòa làm lễ quy y cho hai em nhỏ, đâu khoảng chừng 18, 19 vậy đó. Thì mẹ dẫn lên xin quy y. Mình thấy không nỡ cứ bắt nó vô làm cái lễ không. Thôi phải spend time, ngồi giải thích. Thầy nói con hiểu không? Tại vì sao? Tại vì mình muốn nó phải từ trong lòng đó, phát cái nguyện đó. Nó hiểu nó mới phát được. Có phải không? Trong cuộc sống này mình hiểu được cái gì mình mới muốn làm. Còn mình không hiểu, mình không biết mình làm cái gì. Cho nên các thầy nhớ là khi mình làm cái gì đó, nhớ giải thích một chút. Nhất là đi cúng linh, đi tới mấy cái đám tang đó. Đó là cái cơ hội cho mình vừa độ sanh độ tử, vừa nói cái pháp liễu nghĩa, cái pháp bất liễu nghĩa. Hay lắm, nếu mình biết làm. Mà phải thích làm nữa. Thích làm là sao? Ồ, có đám hả? Có đám là có tiền nha. Không phải đó. Mình không phải đặt cái chuyện đó. Cái chuyện mình muốn tới là mình làm cái chuyện độ đó. Cái thời gian mấy cái đám, trời ơi, mình đi tới mình tụng kinh mà gia đình người ta cảm động, ta mừng lắm. Trời ơi, thời gian này ai cũng né, ai cũng tránh hết. Mà con mời cái thầy đi. Nó dạ, bởi Pháp Hòa đâu dám cho ai đi. Thôi mình đi thôi. Nhưng mà tại vì Pháp Hòa biết là, thứ nhất là mình uyển chuyển được công việc, thứ hai nữa một người đại diện chính có mặt với người ta. Cho nên đừng có từ chối cái việc đó. Không phải cái vấn đề là tại sao mình phải đi tụng cái xác chết. Không phải. Cái mà chúng ta muốn nói là cái liễu nghĩa đó. Mình biết sử dụng, mình biết sử dụng thời cơ. Mình không đợi mình người ta trong lúc này, mình không khai thị chừng nào mới khai. Ta đâu có cơ hội ta nghe. Cho nên mình nói xong rồi người ta hiểu được. Bây giờ thậm chí người ta cúng cho cha mẹ người ta, trong lúc ta hết lòng ta cúng thì mình cũng thành công rồi. Không phải mình tụng cho cái xác chết. Không phải mình tụng cho cái hình Phật đó. Mà mình đang nói với cái người còn sống. Bây giờ họ chưa thấu đáo được cái liễu nghĩa là tu tập. Nhưng mà họ hiểu được cái liễu nghĩa của thế gian là gì? Hiếu thảo, đạo lý ở đời. Hồi chiều này mới có gia đình mới mất nữa này. Rồi đi lên hỏi thầy. Gia đình kia người ta nói người ta có đạo, người ta không chịu để tang. Pháp Hòa mới nói, quý vị về quý vị bàn lại.
Cái chuyện để tang, cái chuyện cúng cơm không phải là cái chuyện của đạo nào hết á. Mà cái chuyện đó là đạo lý, đạo đức của một người con đối với cha mẹ. Không có cái đạo nào mà chống cái đó hết. Đạo nào mà chống cái đó thì đó, đạo đó chưa phải là đạo đức. Mình không có cha, có mẹ thì làm sao có mình. Để mà mình thờ vị đó, mình tôn thờ vị đó. Cái này cất tôn giáo quan bên. Không có đạo nào đó. Đây là đạo lý của người Việt. Đạo hiếu thảo của người Việt. Cho nên mình ở đây hơi cực là vậy đó. Phải xé khăn tang cho họ, phải làm hết tất cả. Chỉ vì muốn đưa người ta thấy được, dù chưa phải là liễu nghĩa, nhưng ít nhất họ sống được với cái nghĩa căn bản nhất. Đó là đạo lý giữa con người với con người. Mà đạo người mà chưa có thì đạo gì nữa bây giờ? Hiếu đạo không có thì nói gì tới Phật đạo, tiên đạo. Nhân đạo mà chưa có thì làm gì có thiên đạo, Phật đạo hay các đạo khác. Cho nhân đạo phải có. Các thầy phải chịu khó làm việc đó. Đám cưới, đám tang đều phải khai thị hết. Cưới nói theo cưới. Họ mình nói sao mà họ thấy được, không cần dùng danh từ Phật học, nhưng mà nói hồi là toàn không có Phật sao có mình. Mình học của Phật không chứ của ai. Nhưng mà giờ mình biết xài ngôn ngữ khác, y nghĩa bất y ngữ, lấy được cái nghĩa rồi, chữ nghĩa là do mình. Ví dụ như mình nói ngồi thiền, cho nghe chữ thiền ta sợ quá. Ngồi tĩnh tâm, nghe quy y, trời trời không được đâu, tôi còn sân si lắm. Hồi trưa mà thầy mới nói quy y là gì? Học cách sống. Sống làm sao mà đừng khổ mình khổ người, là mình là đạo Phật rồi đó. Cho nên năm cái giới nó là gì? Nó là phương pháp để sống. Tính giới, văn tuệ. Còn nếu mà có thêm ba nữa là tàm quý, thí. Thí là xã đó. Có chỗ gọi xài chữ thí, có chỗ gọi xài chữ xã. Hồi nãy mình nói là Bồ Tát có bốn loại tay phải không? Bây giờ Bồ Tát có bốn loại mắt. Bồ Tát có bốn loại mắt. Đó là nhục nhãn. Một là nhục nhãn. Nhục nhãn để làm gì? Để tạo thiện nghiệp. Hai là thiên nhãn thần thông không lui sụp. Ba là tuệ nhãn học tập không nhàm chán. Bốn là pháp nhãn quán sát đúng các pháp nên đạt được pháp nhẫn. Ở trong giáo lý đạo Phật á, chúng ta có năm thứ mắt gọi là ngũ nhãn. Gồm có nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Nhưng mà ở đây á, nói bốn không có nói Phật nhãn. Bởi vì sao? Tại Phật là cái quả của bốn cái nhãn này. Là nhục, là thiên, là tuệ, là pháp. Con mắt hiện nay ở trên cái gương mặt mình á, con mắt này nè, con mắt là bằng thịt này nè, con mắt này gọi là nhục nhãn. Bình thường thôi, just a physical eyes. Nhưng mà nếu con mắt này mà biết sử dụng á, thì có thể tạo thiện nghiệp. Nhưng mà con mắt này mà không biết tu á, thì nó cũng có thể tạo gì? Tạo ác nghiệp. Thí dụ thay vì nhìn ta, nguyện học nhìn mọi người bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi người, nhưng mà mắt này mình nhìn mình không có cái đó, thấy quýt, ghét bỏ, thì cũng là cái nhìn, nhưng mình làm cho người ta sợ hãi. Có nhiều người, người ta ngại lắm,
Mình tới, người ta tới nhà mình cái mình nhìn nhìn ta, cái ta tự nhiên ta thấy sợ sợ. Cho nên cái cách nhìn của mình đó nó cũng quan trọng lắm đó. Nhiều khi mình nhìn mình làm cho người ta hiểu lầm cái cách, cái ý của mình. Thầy nói một cái ví dụ. Nhiều khi quý vị thỉnh chuông, thỉnh mỏ, thỉnh khánh trật nhịp á, không dám xây lại nhìn á. Tại vì phải qua tâm lý gì biết không? Mình nhìn cái vị đó càng khớp thêm. Hồi nãy muốn nhìn lắm đó, nhưng mà cái chánh niệm nó dừng lại được. Tại sao? Người ta đã trật là người ta đã sợ rồi, mà gặp ông thầy ông nhìn cái nữa là càng rớt nghiệp nữa. Quý hiểu ý mà nói không? Cho nên trong những cái bữa ăn á, Pháp Hòa hay ngồi với đại chúng nói chuyện này chuyện kia trong cuộc sống, cái cách mình sống, cái cách mình ứng xử. Hồi chiều á, hồi sáng này cái đám về á, bé nhỏ đó nó chạy đi xuống, nó bưng bình trà lên nó cúng linh, mà nó cứ lấy đại cái chung. Có nhiều khi người ta rửa chung á, nước trà rồi còn rửa không kỹ úp lên thì cái bợn trà nó dính hai ba nhóm trong cái chung á. Nó đem cái chung trà lên mà ở dưới cái chung không có cái dĩa, mà giờ lỡ vô bộ rồi chuông mỏ nhồi lên rồi, không lẽ mình chạy đi xuống lấy cái dĩa, thôi lỡ rồi phải để luôn. Mở tủ, cái tủ để dĩa trái cây, thấy dĩa lớn không, tưởng có cái dĩa nào nhỏ nhỏ bưng ra cũng đỡ, không có, thôi kệ để đó. Tới hồi nhìn lại thấy chung hai bợn trà vậy. Bây giờ mà mình biểu gia chủ mà lên mà rót á là út dột lắm á. Thầy Pháp Hòa mới đứng và rót luôn. Rồi chiều xuống ngồi ăn cơm, Pháp Hòa mới nói, mới dặn nhỏ, mai mốt con lấy trà con nhớ nha, lấy phải có cái dĩa, rồi coi cái chung cho kỹ nó có sạch không. Hồi nãy đem lên á, thầy thấy không được cho nên thầy mới rót đó. Cái thầy Đức Tạng thầy mới nói, hèn chi con thắc mắc tự nhiên sao bữa nay thầy đi rót trà cúng. Thì Pháp Hòa mới nói đó là phải học cái cách đó. Cái đầu của mình là phải linh động. Cái việc gì nó không đúng, tự mình biết, mình ứng xử liền, đừng để người khác phát hiện cái sai đó nữa. Hiểu ý thầy nói không? Thì như cái trường hợp hồi nãy vậy đó. Mà không phải một lần, nhiều lần lắm. Nhiều khi mình cũng muốn lườm lườm cái ai phải không? Nhưng mà thôi, tại vì người ta đang tâm lý, mình nhìn cái nữa là bảo đảm rớt khánh chứ không phải rớt nghiệp nữa. Đấy. Mấy đứa hiểu thầy nói không nè? Nhục nhãn. Nhục nhãn có thể tạo thiện nghiệp, nhục nhãn có thể tạo ác nghiệp. Cho nên mình tu để làm gì? Mình tu để mình có đủ tình thương và trí tuệ. Mình muốn chỉ hay là mình muốn răng, nhưng mà trong đó có tình thương, có trí tuệ. Lúc nào mình làm điều đó, lúc nào mình không làm. Có nhiều bữa 1 giờ đi xuống thấy ông nhỏ ông còn mà ông chơi game coi quạt quà. Bây giờ mình la nó nữa, cái nó hốt hoảng, nó không ngủ. Bắt đầu phải đem hết cái công lực xuống, ngủ đi con. Sáng vô gặp con coi trong tối mắt hư, con muốn chết hả? Nhục nhãn. Vậy con mắt này là con mắt thịt phải không? Giờ bây giờ mình đưa mắt này lên thánh nè, cũng con mắt đó đó. Bây giờ mình nhìn, mình hiểu, cái đó gọi là thiên nhãn. Thấu à. Chữ thiên nhãn là gì? Có thể thấy xa. Cho nên quý vị nhớ Tề Thiên Đại Thánh không? Chỗ nào mà ổng đằng vân lên, ổng nháy nháy mấy mắt kia, yêu tinh quỷ quái
âm khí gì ổng sense được hết, ổng hửi được hết, ổng biết được hết. Tại sao Tôn Ngộ Không có con mắt đó? Vì Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí, mà cái trí nó thể hiện ở con mắt. Mình nhìn mình hiểu. Trong Phật giáo, Đức Chuẩn Đề 18 cánh tay có con mắt thứ ba nằm ngay đây nè. Và con mắt này là tượng trưng cho cái trí chân thật, gọi là thật trí. Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn, mỗi bàn tay là một con mắt. Vậy thì con mắt này là con mắt gì? Con mắt thẩm thấu. Mắt thương nhìn cuộc đời, từ nhãn thị chúng sanh. Đó là con mắt của Quan Âm Bồ Tát. Cho nên người nào mà đắp hình Đức Quan Âm, vẽ hình Đức Quan Âm, ngoài cái dáng chiếc y đó, cái quan trọng là cái gương mặt và cặp mắt. Vì Đức Quan Âm là biểu tượng của từ bi, cho nên phải vẽ hình Đức Quan Âm như thế nào? Có một cặp mắt hiền lành mà nhìn xuống chúng sanh. Cho nên ở trên Tây Thiên á, cái tượng Quan Âm á, nếu mà nhìn xa thấy ngài giống như cuối vậy đó. Mà thật sự là cuối, là bởi vì cái mục đích của cái tượng đó là gì? Để cho khi mình đứng ở dưới chân mình nhìn lên, ngài nhìn mình. Tiếng người Mỹ dịch là look down. Chữ look down này không phải là coi thường, phải không? Chữ look down này coi thường là gì? Look down on us. Hãy rủ lòng thương chúng con, nhìn chúng con, thấy chúng con. Cho nên tượng Phật của Trung Quốc họ tạc đó, đa số là Đức Phật ngồi hơi nghiêng, nhìn xuống. Quý vị để ý những cái tượng của bên Đài Loan, bên Trung Quốc họ làm. Tại vì cái quan niệm của họ là gì? Phải nhìn xuống để mình nhìn lên, giao cảm. Chứ còn ví dụ cái tượng đứng mắt chơ, đứng thẳng vậy nè, thể dưới này mình giái giái Phật không thấy. 3 giờ rồi con, nói gì nói lẹ. Còn nếu mình nhìn xuống là mình thấu thiên nhãn. Nhục nhãn, thiên nhãn cũng con mắt đó, mà mình tăng cái gì? Cái độ đó lên. Thứ ba là gì? Là tuệ nhãn. Thí dụ như Pháp Hòa ví dụ ha, mình thấy cái người đó làm điều đó, nhục nhãn là mình thấy đó, có thể là mình phán xét đó. Nhưng mà thiên nhãn là ồ, chắc có lý do mà không biết lý do gì. Còn tuệ nhãn là quán chiếu, thấy rõ được nhân quả. Cho nên cái tuệ nhãn nó sâu hơn thiên nhãn, là vì bây giờ sử dụng được cái tư duy, trí tuệ. Cái pháp nhãn là gì? Là mình thấy được cái thật tướng của tất cả mọi sự việc. 4 loại nhãn đó: nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn. Mình không có cần phải đổi mắt, không có cần phải làm bất cứ một cái gì bằng sự sửa chữa bên ngoài, nhưng mà chỉ cần nội tâm thay đổi là con mắt này nó khác liền. Thí dụ có nhiều khi mình nhìn người ta dưới cặp mắt soi mói, cặp mắt khinh thường, nhưng khi mình hiểu rồi là tự nhiên mình có cặp mắt cảm thông, cặp mắt thương xót. Cho nên tự nhiên cái con mắt này mà nó làm cho người ta dễ chịu, khó chịu, nó làm cho mọi cái cảm xúc của con người nó từ cái nhìn của mình hết. Có phải không? Cho nên người ta mới nói trời ơi, có nhiều khi người ta rơi vào một cái tình thương yêu nào đó từ cái nhìn của người đó. Đức Phật á, hồi còn nhỏ đó, đi với vua cha đi ra ngoài ruộng á, vua Tịnh Phạn lấy cuốc mà cuốc lên để mà khai điền đó, mà ngài thấy một cái cây cuốc, cuốc xuống là con trùng nó đứt ngang. Thì con trùng nó vừa đứt ngang thôi, thì một cái con chim sa sẻ nó xà xuống,
nó gấp cái con trùng đó liền. Thì con chim sẻ đó nó vừa bay lên thì một con quạ nó bay ngang nó xớt luôn cả cái con chim sẻ đó. Hồi nhỏ mà ngài thấy cái cảnh con người lấy cái cuốc cuốc con trùng nhỏ bé quá phải chết với cái cuốc. Trùng đứt làm hai, chưa kịp gì hết, con chim khác nhỏ nhỏ hơn, lớn hơn con trùng xà xuống ăn nó. Nhưng mà con quạ nó bự hơn con chim sẻ, nó xà xuống ăn con chim sẻ đó. Cái nhìn của ngài, thú lớn tranh mồi, giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu, rắn tìm ếch nhái, mạnh được yếu thua. Từ một cái nhục nhãn đó mình nhìn mà mình thấu đáo bằng thiên nhãn, mình tư duy bằng tuệ nhãn, và mình thấu được các pháp bằng pháp nhãn, chứng Phật nhãn, có con mắt của Phật. Cho nên nói hai ba thứ nhãn, bốn năm thứ nhãn gì đó, nhưng mà thật sự ra cái mà có được là nó tùy vào cái sự tu tập của chúng ta, chứ không cần đợi bao lâu mình mới có được cặp mắt đó. Có nhiều khi trong cuộc sống mà dễ gì mình không có những cái bực bội với người này người kia, nhưng mà suy nghĩ lại thấy tội, mình không nỡ. Mình đủ khả năng nhưng mà suy nghĩ lại không nỡ làm, không nỡ nói. Cho nên từ đó khi nào mình còn ứng xử được như vậy là mình biết á, mình phải vui á, là trong lòng mình á, cái tình, cái lòng từ bi của mình á, nó còn, nó không bị mất. Khi nào mình thấy rằng mình xử với một người nào mà thẳng tay mà không một chút thương tiếc á, là mình biết lòng từ bi của mình bị giảm sút. Có nhiều khi nói phone với ai đó mà khi mà mình nói phone mà chào hỏi xong rồi mà lỡ tay mình nhanh quá, mình cúp cái phone trước cái người đó thôi, trời ơi khó chịu vô cùng, khó chịu dữ lắm. Tại vì mình nghĩ là giống như mình mất lịch sự, sao mà đi cúp phone người ta trước như vậy. Cho nên có nhiều khi mình hình như là người đó đang nói gì đó chưa xong, cho mình phải gọi lại. Tự nhiên mình là giống như Pháp Hòa hay ví dụ, lỡ mà mình bận một cái việc gì mà mình chưa kịp đáp lại cái lời chào của cái vị kia là mình khó chịu dữ lắm. Huống chi là mình sống mà mình thẳng tay mình trừng trị người này, mình mạt sát người kia, thì mình biết rằng cái con đường tu tập của mình nó chưa có một chút nào có được cái kết quả tốt. Mình ở đây mình không dám nói mình chứng thánh hay là mình là giỏi hay, nhưng mà ít nhất sau một thời gian mình tu tập, mình phải có một chút gì chứ, có một chút gì tư lương chứ. Cũng giống như mình hay nói ở chùa lâu ngày phải thấm tương thấm chào chứ. Tương trao gì chả thấm gì hết trơn, mà sống rồng rặc cái cách sống của người đời thì thôi chết rồi. Cho nên là mình chưa phải là người thánh, chỉ còn là phàm phu, nhưng chúng ta đang học, thì ít nhất đời sống của chúng ta phải biểu lộ một chút gì đời sống của người xuất gia đặc biệt. Còn nói rộng là gì? Của một người Phật tử. Còn không thì nó uổng lắm. Thôi thì hôm nay chúng ta học ba thứ ha, ba phần nói về bốn loại đầy đủ, bốn loại tay, bốn loại mắt. Rồi bốn loại mắt là có nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn và pháp nhãn. Mà có pháp nhãn quán sát đúng các pháp. Đọc cái câu này ha, quán sát đúng các pháp nên đạt được pháp nhẫn. Tại vì mình thấy được các pháp nó như thị, cho nên có được cái pháp nhận.
Nếu mà quý vị để ý, ở trong chùa mình không có ngày nào mà không có một việc gì để chúng ta phải tu tập như thế nào để đạt được cái pháp nhẫn. Có một anh đó, ngày nào cũng gọi, nhớ không? Một ngày bao nhiêu cú phone đó. Sáng thầy phải bắt một lần, tối thầy phải bắt một lần. Ảnh phone bao nhiêu lần mình không có thời gian mình bắt, hay là mình không có giờ, mình không có mặt cái phone, nhưng mà có là phải chụp cái phone đó. Kệ, để nói 2-3 phút, 5-10 phút rồi tay. Thật ra cái đó là cho mình thực tập, để mình thấy được cái nhẫn nại của mình. Cho nên người mà quán sát đúng các pháp nên đạt được pháp nhẫn. Quý vị nhớ nhẫn mình có 3 loại phải không? Sanh nhẫn, pháp nhẫn và vô sanh nhẫn. Sanh nhẫn là con người nè, đó. Sống về là có nhẫn với nhau không? Có hết chứ. Giữa con người với con người phải có sanh nhẫn. Rồi mỗi ngày có bao nhiêu sự việc xảy ra không? Có. Thì sự việc nào xảy ra mình nhẫn được gọi là pháp nhẫn. Rồi khi mình hiểu nhân, hiểu pháp, cho nên giờ sao? Tâm mình bình an trước mọi con người và sự việc, cho nên gọi là vô sanh pháp nhẫn. Không khẩn khởi một cái nhẫn nào nữa mà vẫn nhẫn, chứ không có chịu đựng rồi nha. Thôi ráng cắn răng chịu đựng, mai mốt già hết răng còn nú lấy gì cắn. Không có chuyện cắn răng chịu đựng, mà lúc này tâm mình bình an giữa người và pháp. À, người đó vậy phải không? Đó, cho nên pháp họ vậy đó. Người nào pháp đó. Người sân nó hiện pháp sân, người si nó hiện pháp si, người ích kỷ nó hiện pháp ích kỷ, người ganh tị nó hiện pháp ganh tị. Nó hiện bằng cách nào? Bằng cách sống, bằng cách nhìn, bằng cái ứng xử. Mà trước hết là mình phải chấp nhận, mình phải thương, thì mình mới chuyển được họ. Giống như mình thấy một cái người bệnh á, mình muốn chữa hết bệnh họ là trước hết mình phải chấp nhận họ là người bệnh. Giống như cha mẹ mà muốn thương con là trước hết phải chấp nhận họ là nó là con mình, dù nó cùi đuôi sức móng hay là nó bất cứ cái gì nó xảy đến với con mình, nó là con mình là mình thương thôi. Còn cái chuyện gì đó là do nghiệp của nó, bao nhiêu đó thôi, mình mới chăm sóc được với đứa con đó. Cho nên á, trong cái lời nguyện á, trong đó có một cái gọi là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Thì mấy kia mình không nói, mình nói cái đơn giản là tự tánh chúng sanh và tự tánh phiền não nó ở đâu? Nó ở đâu? Tự tánh phiền não nó ở đâu? Mình không chấp nhận nó thì coi như mình không chấp nhận mình rồi. Mà mình không chấp nhận mình thì mình không thấy được nó. Mà không thấy được nó, không thấy được mình thì mình không hết bệnh. Cho nên trước hết, tự tôi có bệnh, tự tôi có phiền não. Và tự tôi phải giải quyết cái phiền não của chính tôi. Rồi chúng ta dừng ở đây rồi, tuần sau mình học tiếp. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.